là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan để em thấy câu chuyện đó như thế nào? Thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn đó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái này cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em. Mẹ cũng tặng cho con dâu mới tương lai, tương lai. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em để em thất vọng, và anh sẽ chăm lo hạnh phúc cho em. Ngô Duy Bình sinh năm 1990, hiện tại đang ở Đắk Lắk. Đang ở trên Đắk Lắk luôn. Dạ vâng ạ. Là từ Đắk Lắk xuống đây luôn. Dạ vâng ạ. Xuống hồi nào? Dạ em xuống hồi lúc 8 giờ sáng. Rồi chừng nào về lại trên Đắk Lắk? Dạ còn phải tùy chị, nếu như em mà tìm được một nửa của mình thì em sẽ ở lại đây chơi 1-2 ngày. Ok. Ở đây có gia đình bạn bè người thân gì ở đây không? Dạ bạn bè của em thì có, nhưng người thân thì ít. Rồi em ở đây là em ở đâu? Em chỉ ở khách sạn thôi. Ồ, rồi thông tin rõ ràng. Xuống đây từ 8 giờ sáng cũng cực khổ ha, có cởi voi gì xuống không? Voi thì hiện tại nó đang được bảo tồn nên không được mang đi chị ạ. Nhưng mà ở trên Đắk Lắk là đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm bên công ty của giao hàng nhanh, và trong thời gian rảnh rỗi em cũng làm thêm việc nhà như là nội thất, trần thạch cao, rồi phụ việc nhà với gia đình như thế. Nhà có làm cái nghề về nội trang trí nội thất hả em? Yeah. Rồi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, em cũng sinh năm 90, em đến từ Gia Lai. Gia Lai. Hỏi thử coi hai bạn ở có gần nhau không, cách nhau bao xa nè. Ủa nhưng mà hiện giờ đang sống Gia Lai luôn hay là? Em đang ở sống Gia Lai. À rồi xuống đây ghi hình hồi nào? Em vừa mới xuống sáng nay. Rồi chừng nào về? Chắc cũng 1-2 ngày nữa. À tôi thấy sao trùng hợp dữ vậy ta. Hỏi thăm đi em, hỏi đâu ở chỗ nào làm gì? À em ở Gia Lai, em ở đoạn nào em? Dạ em ở thành phố đúng không? Ở thành phố à, cũng xa thì... Cách Đắk Lắk chắc 180 cây. 180 cây là đối với em vậy là xa hay gần? Nói chung yêu nhau mấy núi cũng leo chị, mấy sông cũng lội cũng đều cũng qua. Nếu như mà đã có cảm tình với nhau rồi thì sắp xếp qua được thôi chị. Thí dụ giờ bữa nay mà hên hên mà bấm nút nè, rồi bạn trai bạn gái nè, rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đi chơi ở đây mấy bữa nè, rồi em đưa bạn gái về Gia Lai xong rồi em mới về Đắk Lắk được không? Dạ được chị. Quá đơn giản hả? Dạ, đối với em đơn giản mà, thời gian em rảnh nữa. Đang rảnh phải không? Em đang làm công việc gì trên Gia Lai? Em đang là diễn viên múa. Wow, diễn viên múa. Hèn chi nhìn ha, chuẩn. Chắc dáng đẹp quá chị hả? Đương nhiên. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, bạn bè hay khen em là nấu ngon. Ừ. Trong công việc em rất là nguyên tắc, đúng giờ giấc, em không thích trễ lại. Ừ. Còn điểm yếu của em là hơi bướng, hơi khó tính. Ừ. Cũng hơi cọc. Hiện tại mình công việc ổn định không em? Em thường là múa ở đâu, múa cho? Dạ em đang hiện tại đang làm ở nhà hát ca múa nhạc đêm xa Gia Lai. À vậy là cũng phục vụ thường xuyên. Dạ em theo cái ngành múa được bao lâu rồi? Dạ em vô đoàn được 7 năm. 7 năm rồi là cũng được gọi là chín mùi trong sự nghiệp ha. Mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì nữa? Hát cũng được, cũng tạm. Bây giờ khoan đi, múa thì mình chưa coi được, nhưng mà hát mình phải nghe được chứ đúng không em? Dạ vâng. Thường thường chị nghe đồn ở trên núi hát hay lắm, tiếng hát vang vọng núi đồi luôn mà. Dạ Đắk Lắk thì nhiều bài hát hay lắm chị. Bên gái bên kia thì biết múa, biết hát rất là hay không em? Đó bây giờ mời em gái hát trước, mình diễn viên mà, mình hát trước đi rồi bên đây ẩm sẽ đáp lại tiếng gọi núi đồi. Này người em yêu, chung tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với anh rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có chăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cố tình. Sao 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 hay không? Đó là mới có, chưa phải chuyên môn. Hát có nghĩa là chỉ là mới thêm thôi. Dạ. Chuyên môn chính là múa. Cái này mà múa nữa là dữ dằn lắm. Rồi thôi hát lại đi. Em cũng xin hát lại tặng bạn bên kia một đoạn vậy. Ừ. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang ngoài trôi lửng. Em thôi em, mình chuyên nghiệp, mình gì mình nhận xét bạn bên đây không chuyên, thấy ổn không? Ổn ha. Nói chung là có biết hát là vui rồi. Tình trường như thế nào? Thì em cũng trải qua được nhiều mối tình rồi chị. Nhiều mối tình thẳng thẳng. Còn là mối tình chớp nhoáng ấy chị. Yêu kiểu yêu trẻ con ấy chị. Yêu xong thời gian không gặp họ lại bỏ chia tay á. Có mối tình nào sâu đậm chưa? Mối tình sâu đậm thì cũng có được 2 mối tình. Rồi. Một mối tình hồi em đi lính. Có đi lính nữa hả? Rồi. Đi mấy năm? Tới em đi 5 rưỡi chị. Trong quá trình đi lính mà chị, xa mặt cách lòng thì chuyện gì đến nó đến thôi. Rồi. Mối tình sau này? Mối tình sau thì em cũng quen một cô cũng ở giáp ở bên Gia Lai á chị. Nhưng mà cuối cùng là họ còn nhỏ tuổi, rồi bố mẹ họ muốn sang bên đi du học á chị. Đi du học sang bên xuất khẩu lao động, du học đi sang bên gì nhỉ? Nhật Bản á.
Em bảo đấy, nếu như ở nhà thì đến với nhau mình cưới, đến với nhau nhưng mà họ thích, ước mơ của họ là muốn sang bên Nhật để đi trải nghiệm. Khi họ quyết định đi là em cũng quyết định chia tay. Mà em mà đi thì anh chia tay, anh không chờ đợi. Không chờ đợi nữa. Bởi vì khi họ đi Nhật là phải đi mất 3 năm. Nên là em chờ không được chị. Bởi vì em cũng thuộc lại 90 mà, em trên 90 thì cũng được tuổi 30 tuổi đầu rồi. Thế bây giờ em cũng muốn lập gia đình sớm. Sớm là bao lâu? Thí dụ bây giờ ổn, tìm được người mà tâm đầu ý hợp thì bao lâu nữa kết hôn? Dạ, nếu tìm được tâm đầu ý hợp thì có thể cưới luôn chị. Cưới luôn? Dạ. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, sẵn sàng rồi chị. Lấy nhau về ở đâu? Trước tiên là phải ở nhà để làm dâu một thời gian đã, xong rồi mình sẽ ở riêng. Ở riêng là ở đâu? Có chỗ, có nhà không ở? Dạ, nếu không nhà em đất thì cũng đủ để chia cho anh chị em rồi, cho nên cũng không phải lo vấn đề đấy chị. À, thế còn em sao nào? Dạ, em cũng có hai mối tình. Một mối tình đầu thì cách đây cũng 7-8 năm, là em quen 2 năm rồi, nhưng mà cũng lúc đó chắc còn nhỏ, với lại tính của hai người cũng cái tôi cao quá nên xích mích và không giải quyết được, thế là chia tay. Ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Em rồi anh đó cũng đồng ý luôn? Dạ, sau đó có níu kéo nhưng mà em thôi luôn. À, còn mối tình sau này? Sau này thì em còn có quen một người qua mạng, em quen là 5 năm. 5 năm? Wow, 5 năm là một mối tình rất là dài. Chưa từng gặp nhau một lần nào. Gì? 5 năm chưa gặp nhau hay á. Ủa, sao quen 5 năm mà chưa gặp nhau một lần nào? Anh đó ở đâu? Dạ, anh ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà tại sao 5 năm chưa gặp một lần nào? Đâu có quá khó khăn để gặp nhau dạ, đâu anh. Công việc ảnh bận quá, ảnh cứ nói tên là bận. Ảnh hứa với bao nhiêu lần rồi đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Như vậy thì 5 năm đó cái mối liên hệ qua lại với mục đích gì? Chuyện là chia sẻ đó, nói chung là nhắn tin qua lại rồi gọi điện thôi. Mà ảnh lúc nào cũng hứa với em là Tết sẽ về gặp em. Là như vậy mà em chờ tới 5 năm, một mối quan hệ đến 5 năm cứ như vậy. Chị không thể nào tin được là có một cái mối tình như vậy. Chỉ online thôi nhưng mà đối với em nó cũng rất là sâu đậm đúng không? Bây giờ nhắc đến em vẫn còn chưa bình tĩnh được. Chia tay mối tình này lâu chưa? Dạ cũng 1 năm. Có thấy hình nhau không? Có. Có nói chuyện phải có, đám nhau? Có, và nói chuyện bình thường. À, vẫn nhìn thấy mặt nhau tất cả mọi thứ nhưng không gặp. Rồi em có suy nghĩ là tại sao anh không gặp không? Nói chung em cũng nghĩ là tất ảnh bằng quá, với lại là một người cầu toàn trong công việc đó chị. Lúc đấy ông đặt công việc lên trên đầu, còn tình cảm là phía sau là không quan trọng. Mà trong 5 giờ hỏi không? Hay là anh có nói là anh có? Anh cũng là từng trải qua em một đời vợ rồi. Anh cũng kể với em vậy thôi. Còn hiện tại thì anh nói là vẫn là độc thân. Nói chung là anh đi công việc, anh đi đâu thì anh cũng nói với em hết. Nhưng mà chỉ có điều là không thể gặp được. Là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan thì em thấy câu chuyện đó như thế nào? Dạ, thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn đó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái này cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh nó không yêu em nha. Và từ nay về sau bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Người đó không xứng đáng để khi nhắc đến em phải khóc. Em khóc đây, giọt nước mắt của em là dành cho tuổi thanh xuân của mình, chứ không khóc vì cái người đàn ông đó, vì họ không xứng đáng. Cái này là chia sẻ thật sự và đồng cảm. Bây giờ nó qua rồi, đừng giận chị nha. Rồi, ok. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là ngoại hình thì cân đối, cũng bình thường được chị. Bởi vì bây giờ em thì không có quan trọng, ngày xưa thì nó còn tiêu chuẩn nó còn cao lắm chị, nó còn phải đẹp như người mẫu cái kiểu. Nhưng mà dần dần qua thời gian, dần ế dần thì cái tiêu chí nó cũng giảm dần xuống. Cho nên là cái về ngoại hình không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải biết đối nhân xử thế, với lại nói chung là không có kiểu ngoa quá là được. Ngoa là sao? Ngoa tức là động tí là chửi bới người khác đấy. À hiểu rồi. Còn em mong muốn tìm một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai của mình như thế nào? Do em thiếu sự quan tâm nên bây giờ em cần một người quan tâm em. Với lại là chín chắn, chứ đừng có kiểm soát em quá. Có công việc ổn định là được. Có yêu cầu về ngoại hình không? Dạ, cao trên 1m65 là được. Cao nhiêu? Chắc thiếu à? Không, em 6-7-8. 6-7-8 rồi, được. Có gì nữa không? Đừng có hỏi. Không có hỏi, nhưng mà hơi đen. Dạ không sao. Không sao phải không? Miền núi mà. Con trai đen nó mới đen trai. Rồi, thôi vậy chắc ổn rồi đó. Bây giờ có hình không? Cho chị coi hình hai bạn coi. Rồi,
ba cô lựa một cô đi, lựa trúng nha. Tấm hình này chụp hồi nào đây? Bao nhiêu năm rồi? Em đi lính mới được 2 năm chị. 2 năm. 2 năm anh ấy phong sương. Nhận ra ba. Trời. Ủa phải anh đó không, chị không biết luôn á. Chắc phải. Đúng, em đoán chật rồi chị ơi. Hả? Hỏi cổ đi chứ tôi cũng không biết luôn, đúng rồi chứ đặt gì nữa. Bạn ấy giống bạn bên này rồi, em bạn bên này. Em ăn giữa là đúng rồi phải không? Dạ. Cho anh hỏi em. Dạ giữa. Đúng rồi. Giữa à? Sao em tóc em một vàng giống bạn bên cạnh? Dạ, em tóc tóc ta nhuộm lại. Còn ủa đón anh này đúng không vậy? Đúng rồi đấy. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Hay ha. Rồi chúc mừng hai bạn đã có sự trùng khớp ở cho em xin phép tặng bạn người ấy. Rồi. Và trái tim luôn. Để anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Gia Lai Đắk Lắk cùng đặc sản. Mình đâu có ngờ bữa nay gà chàng trai cùng miền phải không? À, này chắc tôi nghĩ chàng trai không cần, chắc chị Tường cần hơn quá. Thôi được rồi, vui thôi. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng tư để mình ăn bữa cơm với nhau. Chứ đi chắc sớm giờ cũng đói rồi ha. Thế nữa xong anh có thể mời em đi đâu đó chơi được không? Dạ. Anh dự định bây giờ mới cưới? Sớm được thì cưới trong năm nay. Nhưng mà nếu ví dụ như em ở Gia Lai, em vẫn làm việc Gia Lai thì thế nào? Cưới nhau về em vẫn làm bên Gia Lai. Đấy là bây giờ hiện tại công việc của em là đang ở Gia Lai. Ờ thì em làm công việc bên Gia Lai thì anh muốn hỗ trợ em ở bên Gia Lai. Cùng lắm thì anh sang ở với em. Anh chuyển công việc với em hả? Ừ, công việc của anh thì nói chung là công việc tư nhân mà em. Việc mình làm chủ thì mình làm ở đâu cũng được thôi. Nếu quen nhau thì một tháng mình gặp mấy lần? Anh nghĩ một tuần mình nên gặp nhau một lần. Anh có sắp xếp được không nhỉ? Được mà. Công việc của anh thì cũng không có phải là gò bó ép gì đâu. Nhưng mà nếu như muốn đi thì có thể một tuần nghỉ một ngày cũng được. Công việc của em thì cũng hơi bận. Nghĩa là lúc thì cũng bận và lúc thì rảnh. Nhưng mà hiện tại thời gian này thì hơi bận một xíu. Nghĩa là em sắp xếp lắm em mới nghỉ được một hai ngày à. Có nhiều khi sợ cuối tuần, có khi anh lên, có khi em cũng không có rảnh được luôn. Chỉ cần em bảo ngày mai em nghỉ hoặc ngày mốt em nghỉ anh sẽ qua mặt. Nói chung anh sẽ qua mặt lúc em cần. Em có hai phải đi làm sao không? Em thì đa số là chỉ làm ở trong tỉnh thôi anh, với lại đi các huyện chứ không có đi đâu xa. Nhưng mà Gia Lai em không biết đường. Sao đến chỉ đường anh nhé. Dạ. Em cũng hơi dở đường một xíu nhưng mà chắc chị cũng vừa má. À, lần này em đi có bố mẹ đi theo không? Dạ em đi một mình. Đi một mình à? Em nhìn anh em có thấy anh thế nào? Em thấy anh cũng vừa, nghĩa là cũng không mập cũng không có. Anh sợ người ta chê anh gầy? Em lại thích người gầy hơn. Mà nhanh là được rồi. Mà nhanh là được rồi. Em nấu ăn ngon đúng không? Dạ. Thế nào nấu cho anh ăn? Mà em ăn cay lắm, anh ăn được cay không? Được cay anh được ăn được hết. Nhưng mà em không có ghen. Nên em cũng muốn người yêu của mình đừng có ghen quá. Anh thì không có ghen nhiều đâu em. Tình yêu nó thuộc về bên cảm nhận của đối phương. Nếu như mà đối phương không yêu mình, mình có thể tự cảm nhận được. Nghĩa là em muốn cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, tin tưởng là được. Đối với em là tin tưởng. Chứ đừng có kiểm soát hay là đi đâu làm gì hoài. Tại vì cái nghề của em nghệ sĩ nó hơi nhạy cảm. Thế là đi đâu cũng được mà hỏi đi đâu, đi với ai, chụp hình qua coi đi với ai không, đó là em... Anh không có tính đó đâu em. Yeah. Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mẹ. Anh đi với mẹ rồi. Đúng rồi, anh đi với mẹ. Mẹ anh cũng thương anh ấy nhá. Đi theo hỗ trợ. Ồ, có mẹ đi theo hả? Dạ. Nay có mẹ đi theo hả? Dạ, dạ có mẹ rồi. Đi theo. Nhà có mấy anh chị em? Em với ba anh chị em. Ba anh chị em là thứ mấy? Em là con cả chị. Rồi mấy em có chồng có vợ hết chưa? Dạ chưa, mấy em thì nói mà anh mà không đi trước thì em không dám đi. Cho nên giờ nhà muốn tống em đi lắm rồi phải không? Dạ vâng ạ. À rồi bây giờ chị mời ba mẹ, mời gia đình của nhà trai vào để mình nghe ý kiến của người lớn nha. Dạ. Chào chị. Chào chị. À, đi xuống vậy mệt không? Tất cả vì con không có mệt gì hết ạ. Dạ. Rồi hồi nãy cũng có nghe ở đây là con trai chị chia sẻ là cũng muốn lấy vợ lắm rồi, cũng không cần tìm hiểu gì nhiều, miễn mà hợp là lấy. Thì bây giờ hỏi đích thân mẹ nè, đó giờ mẹ chồng tương lai nè, ví dụ bây giờ là mình có cái tiêu chí tiêu chuẩn gì để tìm nàng dâu không chị? Chị thì không có tiêu chuẩn gì hết ạ. Con yêu ai là chị chấp nhận người đó. Dạ. Xã hội bây giờ là đổi mới rồi, tiên tiến rồi, nhưng không giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cứ tự nhiên nghe nói từ làm dâu cứ tự nhiên ớn, cứ nghĩ làm dâu là cái gì nó ghê gớm lắm. Bây giờ đó nạc em đứng lên, bây giờ mẹ nói một cái thử cho là làm dâu là như thế nào. Mẹ cũng tặng cho con dâu mới tương lai, mong lại làm con dâu nhé. Bây giờ thì bác xưng bác nhé. Yeah. Bác nói với cháu như thế này, từ nãy thì bác ngồi bác cũng nghe hết rồi. Thật ra mà nói thì cái nghề của cháu thì bác cũng thông cảm không sao cả. Bác cũng rất hay múa. Bác cũng hay múa. Mà chồng bác thì lại cũng rất hay là hay hát. Nghề nào cũng là nghề. Yeah. Nếu mà hai người đứa đến với nhau được thì bác chấp nhận. Bác cũng thấy cháu rất xinh là xinh gái. Trời ơi, quá tuyệt vời. Mẹ nói vậy còn lo lắng gì nữa. Mà bác ấy không có phải là như những người phụ nữ khác đâu. Bác cũng hiểu biết, ra ngoài xã hội bác cũng hiểu biết. Cho nên là bác thông cảm, không có sao cả. Không có phải nghĩ là nghề này nghề kia, bác không có nghĩ cái việc đó. Hai đứa biết yêu nhau hạnh phúc là được. Bác cũng mong được hai đứa là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là bác thấy là cặp đôi này là thấy ổn không?
Được, tuyệt vời. Ép đôi vậy là ổn không? Ok. Bên Gia Lai với Đắk Lắk là gần nhau. Nhà bác thì làm dãy bên Gia Lai luôn. Tại bác mua mấy hecta dãy bên Gia Lai. Trên Gia Lai, Đắk Lắk là hầu như là đi liên tục luôn. Như thế là quá ok. Cô biết là khi chương trình sắp xếp là biết Gia Lai với Đắk Lắk hoặc là chỗ nào đó là thường thường người ta cho gần nhau. Mà như thế là ok rồi, quá tuyệt vời. Cô nhìn thấy nhau là gần nhau địa lý mà không hợp với con người. Đúng rồi. Ở đây phải tìm khó lắm mới được một cặp như vậy là cũng trai tài gái sắc. Đúng rồi. Nhưng bây giờ hỏi mẹ chút xíu nào, hồi nãy mẹ nói mẹ cũng múa, là mẹ múa làm sao nè? Mẹ là hay múa bên thôn đó. Thôn mà thí dụ người ta biểu diễn những cái ngày mà ngày lễ ngày hội gì đó là mình diễn mình múa. Bây giờ ví dụ bây giờ mẹ chồng tương lai với con dâu tương lai mình múa một bài với nhau được không? Được, còn đơn giản rồi. Cái đó thì ủa chứ họ múa hồi nào? Có nghĩa là ở thôn á, thôn người ta mà. Hồi xưa hay bây giờ? Bây giờ thì lâu rồi, mấy năm nay là không có múa. Thì bây giờ múa. Nhưng mà trước đây là hay có múa. Nói chung là trước đây là bác rất hay múa đấy, bác là dẫn diễn viên múa ở thôn luôn. Thấy chưa? Thôn mà thí dụ như mà tham gia một cái chương trình múa là bác là người đầu tiên. Nhưng bây giờ hai người đều là diễn viên múa chuyên nghiệp mà bây giờ không có biểu diễn dài đường nét cái chương trình thì thật là không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mình cũng là xung phong đầu tiên, coi như bây giờ đây là thôn nè đó. Bà con thôn là thôn làng. Đồng ý không con? Nhưng mà bây giờ bác già rồi. Hẹn lần sau đi, hẹn đến mai hai mẹ con về múa cùng. Thôi. Nếu mà được làm con dâu tương về hai mẹ con sẽ múa cùng. Chắc chắn là sẽ múa cùng trong thôn đó. Rồi bây giờ là đám cưới là búa. Ok, đám cưới là mẹ chồng và con dâu phải là làm một cái tiết mục múa biểu diễn bà con hay họ. Rồi ok. nhưng mà nếu mà có đám cưới chắc chắn chị Tường phải có mặt nhá. Dạ. Rồi cảm ơn bác mong cũng được như vậy nhá. Hai con cứ bấm nút đi. Nếu trước hết cứ cho nhau một cái cơ hội. Rồi nay mai có gì thì sau cũng không sao cả, nhưng mà cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau cho nó. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Rồi chào chị Cát Tường nhé. Dạ. Mọi người nhé. Mẹ vui quá trời luôn à. Sao cơ? Nói chuyện với mẹ của nhà bạn trai xong thì có cảm xúc như thế nào? Thấy bác rất là vui tính và dễ tính hả? Ừ. Nhiều khi mình cứ nghĩ nghe làm dâu mình sợ. Nhưng không. Thật ra bây giờ đơn giản lắm. Dạ em cũng không có ngại chuyện làm dâu. Ừ. Với lại có ông bà đỡ lắm. Ông bà còn khỏe là mai mốt mình sinh con giao cho ông bà đỡ. Trời ơi, giao cho ông bà giữ hai chồng đi chơi sướng luôn. Mẹ em thật sự rất là vui tính, dễ tính. Mẹ em bảo mày mà lấy con dâu về tao chiều con dâu không chiều mày. Cũng vậy là có máu gia trưởng nha. Có máu gia trưởng không? Không, gia trưởng đấy không có, nhưng mà nói chung các em ở nhà thì thường thường em nói là đều nghe hết, không ai cãi. Hai đứa em là nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi? Một đứa em sinh năm 92, nhỏ hơn 2 tuổi, và một đứa em thì sinh năm 2006. Là con trai hay con gái? Con trai hết. Hai thằng trai hết. Ôi con trai dễ lắm. Trai không có gì hết trơn, con trai dễ ẹt hả? Mấy đứa con trai dễ thương, như là gặp chị dâu mà đẹp đẹp xinh xinh nữa, mắt gì không quý đúng không em? Rồi tới phiên em. Câu nói lãng mạn nhất bạn trai từng nói với người yêu là gì? Nói thiệt nha, cái miệng ông cũng điêu lắm á. Em thực sự không phải là người lãng mạn. Nói bạn gái thì câu lãng mạn nhất thì em từng nói là anh yêu em thôi, chứ còn chưa có nói cái gì là lãng mạn hết. Anh yêu em thì ai chẳng nói, yêu nhau ai không nói. Có một cái gì đó hứa hẹn, hay một cái gì đó nó bay bổng, hay một cái gì đó một cái lúc cảm xúc nó dâng trào á. Thế thì chưa từng nói. Chưa từng nói. Bây giờ em thử suy nghĩ coi. Nếu bây giờ hai đứa yêu nhau bây giờ nè, em nhìn cô gái trước mặt coi thấy ổn không? Dạ ổn chị. Thì nếu bây giờ trường hợp mà yêu nhau nè, thôi bây giờ mình nói một câu này, nhìn nhau đi 30 giây, ăn thua người ta có bấm nút với mình hay không là cái lúc này nè. Một câu nói gì đó nó chân thành, nó lãng mạn, thuyết phục cô ấy bấm nút với mình. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em để em thất vọng, và anh sẽ chăm lo hạnh phúc cho em. Câu đó có lãng mạn không em? Em chỉ có một người chăm lo cho em, nhưng thương em là được. Chị thấy câu nói thì hay rồi đó. Còn từ câu nói đến thực hành thì nó còn một quá trình. Em có nắm bắt cái cơ hội này không là tùy em. Cảm nhận của em ngày hôm nay khi đến với chương trình? Em thấy bạn nam bên kia cũng vui tính, cũng chững chạc, nói chung thật thà. Bác gái cũng vui, lại thấy nói chung là có mẹ chồng tương lai mà dễ chịu là mình ok đầu tiên đã. Rồi bạn nam thấy bạn nam nãy giờ nó cũng rất là chân thành. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em, mời qua đây ạ. Chúng ta chỉ cần đến thứ hai thôi nhé, nhanh gọn lẹ. Chị thấy rõ ràng hôm nay chương trình đã lựa chọn cặp đôi ở bên ngoài rất là tương thích. Hôm nay chị thấy rõ ràng là hai bạn có nhiều sự trùng khớp, nhưng mà vẫn quan trọng là con đường ở phía trước nha. Bây giờ cái bấm nút này chỉ mới là cái sự bắt đầu, còn đi được với nhau bao nhiêu là tùy ở hai em. Mỗi người phải cố gắng một chút xíu. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau trong chương trình ngày hôm nay. Muốn Thủy hạnh phúc. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi mẹ Thủy sao? Mẹ Thủy có ý kiến gì không? Mẹ Thủy. Dạ em chào anh Quỳnh Linh nha, chị Cát Tường, chào anh trai. Em cũng ý kiến thì để cho hai đứa nhỏ nó tìm hiểu với nhau. Nhưng đồng ý gả chồng cho con mình chưa? Thì nó giờ nó muốn cái duyên nó đến là mình phải gả chứ sao không để đó. Thấy để tương lai hợp lý không? Hợp với mình thấy không? Anh chàng này thì cũng lam đá, nhưng mà tìm hiểu cho hai đứa nó tìm hiểu nhau chứ đâu biết. Cô thích ăn bánh tráng trộn không? Không. Cô được chồng rồi. Rồi cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn. Rồi em ca đi với hai.
Dạ, em đi với lại mẹ em trai em. Giờ bà con nói sớm, giờ anh em cơ quan, em cơ quan luôn. Hết sớm luôn. Dạ, hết sớm luôn. Em lẽ là 40 người á, mà tại có 10 người nên ít bớt lại. Rồi, chào cô. Hôm nay có mẹ hai bên gia đình luôn á, hay quá. Dạ, chào cháu Quyền Linh và cô Hồng Cách Đường. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được, dễ thương. Tôi cũng mong cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà tới hôn nhân. Dạ. Tôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Nào bên đàn gái đứng lên, đàn trai đứng lên, cô nói vài tiếng đi. Nếu mà được cho con cháu nó gặp gỡ nhau hẹn hò đi cô. Đó. Hai bà xuống nói chuyện đi. Trời ơi. Dạ, tôi cũng mong cho hai đứa cháu đó được thành đôi với nhà con mình. Hai người bước tới bắt tay rồi. Đúng rồi mẹ, bước tới bắt tay đi mẹ. Cô đứng lên đi cô đó. Hai bà xui ra tương lai. Được ha. Rồi. Lâu hai bà xui gặp nhau, xui tương lai biết đâu được. Tới ngày đó sao cô ha. Rồi, bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Còn bắt nào. Bán bánh tráng trộn gì có bán đi ha. Giao hết sẽ khấu cho em đó. Dạ được anh. Câu chuyện bắt đầu. Rồi, mời hai bạn. Đó. Dạ em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Mà gì anh? Dạ cảm ơn anh. Đây là quà anh lựa. Dạ, dạ nón em. Dạ nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Nó nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh ha. Đó. Dạ. Anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Lấy tới ba cái rồi. Trời ơi. Đó. Quay cho mẹ thôi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó, còn này thử cái khác. Đây đây đây, còn cái này là để đi chơi với anh đội, đi biển. Đó. Thế thôi giờ đó. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Được. Quá quá chu đáo ha. Ba cái. Tám bánh tráng trộn giờ lời dữ lắm. Dạ. Chị biết luôn. Biết hết. 10.000 mà dốt có 2.000. Em tên Thủy. Anh là tên Tuấn. Dạ, em anh chào. Là anh. Dắt. Em hồi nãy anh chưa có nghe là em ở quận mấy? Em ở quận 8 ạ. Quận 8. Ở đường nào? Ở đường Phạm Thế Hiển. Rồi biết đường đó rồi. Rồi, cơ sắp đầu không? Dạ không ạ. Dạ, em ở gần chợ Nhiên Đường. Chợ Nhiên Đường hả? Dạ. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được, anh có đẹp trai. Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp. Mắc áo luôn. Nè gái mới lớn người ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông. Lạnh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em có đồng điếu. Đúng dạ. Với anh luôn. Dạ. Em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng mà cam đỏ này là ý nghĩa là em lúc nào cũng muốn em lúc nào mình nồng cháy rất lửa trong mắt anh. Nghe cái phim vào bếp em giữa chén đều phải rực lửa. Dạ em cảm ơn. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Anh rất mong nữa. Vũ gì nãy nói tặng bạn gái. Đúng rồi, anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Ca khúc Qua Cài Mái Tóc. Đứng lên biểu diễn luôn. Nhìn khổ nha, diễn cho khổ coi kìa. Mẹ Việt Nam anh người xanh quanh, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lại mình nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chiến xanh quay ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi. Dạ, dạ, Tuấn, dạ, dạ, Tuấn về Tuấn ha. Dạ. À, chị đứng đây chưa Tuấn. Dạ. Có thể bài này không được phát. Dạ. À, em hát bài khác đi. Có thể bài này nằm trong cái bài cấp. À, là hát bài khác nào vui ý chang vậy đi. Dạ được, dạ được. Ừ. Rồi. Nào. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh yêu em yêu thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơi. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bấm lại ngoài nhạc. Bao gian chân vô lì trần gian anh gâm vào mây. Bao gian chân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cương anh một tay muốn thần anh tô hoa chanh. Đem sức trai xây đền đài găm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn. Bằng tình yêu say đắm không dối gian không lọc lừa không đắn đo không chần chừ tận gì đâu em phải ngơ ngàng đợi chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thăm tình trên chuyến xe tóc hành tình anh.
Trời, quá hay, quá hay. Đó, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không? Dạ, con hơi bất cỡ. Hát đi em, có anh cổ vũ chưa? Anh sẽ đứng bên cạnh em, hát đi em. Dạ, em xin tặng anh và quý vị khán giả, chú Huyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Để em lấy cái bài xuống. Thắp xuống, che cái mặt rồi. Dạ. Đúp vô bó bông nữa. Thay cho em bình tĩnh cái đó. Hết sầu kìa. Anh là quá không? Dạ. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bàn tay nhấc mơ qua, và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Wow. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Wow, quá hay quá vậy. Vâng, cảm ơn em. Không làm quá người ta hồi hộp, người ta rung không còn sát sát như hoài. Phải sát rồi bảo vệ vậy chứ phải sát ý đồ. Đây có ai làm gì đâu mà bảo vệ khổ. Rồi, bây giờ vô chuyện tình yêu đi. Một phút nữa, vô chuyện tình yêu đi. Bàn với cổ hẹn hò sao? Giờ bán quán vậy rồi đưa cổ đi chơi cái lúc nào? Bao lâu tiến tới hôn nhân? Bàn với cổ đi. Thì trước giờ anh lo công việc quá. Dạ. Hôm nay cũng hơn nữa là rồi rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại, rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp quận 8 thì nó cũng không xa. Thì anh em nghĩ là mình hẹn hò là phải trong tuần giờ nào, thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ thì em qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ được. Đi cái tiệm ai bán? Dạ không có tiệm, em giao người khác bán gì, em muốn sinh viên bán mà vậy. Mình làm chủ thôi phải không? Em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm rồi, em không thích đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á thì tối cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại anh chị em để đưa em đi biển cho em đổi cái nón để chụp hình với anh. Dạ dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì anh không? Em thấy đẹp trai quá, bất ngờ rồi. Dạ, em cảm nhận đầu tiên của em đối với anh là em thấy anh chân thật và dễ thương. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng. Vâng. Sau này làm chồng tương lai em có hãnh diện không? Dạ. Hãnh diện gì trời? Anh sẽ làm cho em rất hãnh diện và nhà em cũng rất hãnh diện. Ví dụ làm gì cụ thể đó. Dạ. Biết làm gì cũng thì sẽ là thì đối với sự thế hay là quan tâm bà con dòng họ cô bác anh chị trong gia đình em đến đâu sẽ là có tiếng cười đó. Nhà em khi mà anh về làm gỡ nhà em thì nhà em lúc nào cũng có tiếng cười. Dạ. Sáng thì sáng đó. Cười chiều cười tối cười khuya thì cũng cười. anh chọc cho em cười. Trời. Dạ. Sau này kết hôn. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc gia đình ai sẽ là người quản lý? À, chắc anh lớn em để anh giữ đi ha. Chứ không anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ nó chưa có chắc, khi nào em chắc. Không, em rành đó. Tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ. Để anh nắm rõ hơn, anh giữ nha. Giờ phần từ về sau này của chồng công vợ mà. Sẽ có phần em cho nó, em sẽ giữ. Chị, sao chị? Thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền, em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng được nhiều. Hả? Thì tùy anh. Tùy thì nói chung là... Bao nhiêu phần trăm của em nói nghe coi. Dạ. Em làm ra 10 phần, tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật. Đó, để đi. Lành quá, ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước giờ em hiền. Anh biết em hiền, anh chị em biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không giận ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Thôi. Rồi nhắm cái vụ mà cái giấy khám tinh trùng hồi nãy đó. Dạ rồi. Nhắm sinh được mấy đứa con? Em xác định 2 đứa chị. Và coi bói người ta nói là trai đầu lòng á. Trai đầu lòng. Trai lòng. Chào lòng em. Ráng người tới nha. Bơi tới nha. Dạ có. Mà em thích gái à? Em thích gái à? Cũng được. Gái trai ăn thua mình thỏa thuận à. Ăn thua hai cái kia nó thỏa thuận với nhau thôi. Hai đứa nào thỏa thuận? Dạ. Hai đứa nào thỏa thuận? Hai đứa trong một bản thân nhau nó tự thỏa thuận trong cái gì đó anh. Sau này giờ biết cho anh. Nó tự nói chuyện với nhau. Ít đi ít gì đó. Thì nó ra cái gì ra. Chứ giờ chưa biết được. Nhưng mà tôi nhờ sức khỏe anh tốt. Rồi bây giờ nhìn cổ là thấy là gì đó môi gì nãy nó sao? Không môi trái tim đẹp chị. Môi trên môi dưới có đồng tiền. Môi trên môi dưới môi nào cũng đẹp hết trơn á. Mũi mặt mũi miệng đẹp, nói chung mặt thanh tú. Chuẩn hết không? Dạ có hậu. Da trắng. Da cũng trắng. Được, có gì đâu mà không ổn đâu. Không. Mấy điểm? Này là gì? Nè em nghe anh nói là anh không thích người mập, mày mập á. Không em mập rồi từ em về em ở với anh là em cho đứa bé chân trộn với lại mớm à. Anh tính là anh có chuyện hao rồi. Yên tâm. Anh chuyện hao rồi. Có gì không nói được hả Long? Dạ thì buôn bán mà anh. Em chuẩn bị tinh thần rồi. Thôi được rồi bây giờ nè, lắng động lại nè. Nghiêm túc. Một câu chân thành nhất để quyết định cổ bấm nút hay không. Nhiều khi nói quá cổ quản, cổ cười cười cổ không bấm á. Vậy đúng rồi. Nói sao mà chân thành nhất để mình có thể thuyết phục được cô gái ấy. Hiện tại lần đầu tiên gặp gỡ em cảm thấy như thế nào? Hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Và anh mong muốn điều gì? Và hứa điều gì? Phải nói nghiêm túc một chút xíu. Nãy giờ cờ rỡn không à? Bây giờ là anh trước mặt tất cả mọi người ở trường quay, trước mặt mẹ anh và mẹ em và toàn thể mọi người đây, thì anh đến với em
chồng so trên nước Việt Nam này 93, hơn 93 triệu người. Và mình được ngồi đến đây cũng là một cái cơ duyên rồi. Tuy nhiên biết anh em hiền, thì những phần còn lại mà em không nốt thì anh sẽ hỗ trợ em. Và anh chắc chắn là một điều, em là bạn gái, bạn này có là vợ anh, thì em luôn luôn là hạnh phúc. Và tốt nhất anh sẽ dành cho em tất cả những thứ mà anh có được, tất cả. Đó là những lời xuất phát từ con tim của anh. Dạ em cảm ơn. Nói nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm, nói hay lắm, nhìn nhớ nha, những gì nói đã lập biên bản hết rồi nha. Sau này phải làm y chang như vậy nha. Con người ta hiền lắm đó nha. Nha cưng, dạ. Nghĩ thật kỹ. Rồi để ta đút bấm bên kia. Đó. Để ngồi xuống cho đẹp. Mọi đầu tốt dưới vậy trên. Ủa? Em ta mọi dưới quen rồi vậy. Sao? Mất mất lại đi nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Trò chuyện rồi đủ để cảm nhận được nhau. Quyền quyết định là của hai bạn, không ai ép hai bạn hết. Mình rung động, mình bấm. Không rung động, không bấm. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để đùa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chàng trai rất là lanh nhưng cũng rất là chân thành, bản lĩnh, một cô gái hiền lành, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu lần nào, rất là chân thành. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn anh ta vào đi. Đó. Bây giờ đó, chính thức xin phép gia đình của cô gái đi. Xin bà Sáu nè, xin mẹ cô gái nè. Dạ con xin phép bác gái, xin phép bà Sáu cho con được cơ hội tìm hiểu em Thủy. Và con hứa sẽ chăm sóc em Thủy để cũng như bác từng chăm sóc em từ đó đến giờ. Bà Sáu, cô gái này chưa được nắm tay, chưa được hôn bao giờ. Phải xin mẹ trước chứ đâu phải xin nào. Không, em còn ấm không? Ấm không? Dạ con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. Anh hôn em nha. Không má, không môi hả? Cái ăn kỹ thuật kêu nha. Trời ơi. Đây nè, một lần nữa nha, trước mặt của anh ha, hứa đàng hoàng nha. Em cũng run quá. Cô gái này rất là hiền, nhớ chăm sóc kỹ nha. Dạ rồi. Mà đối xử là không tốt cô gái là tụi anh tìm tới nhà luôn đó nha. Dạ. Hốt hết đánh trời đánh trộn luôn á. Giỡn này rồi, cố gắng chăm sóc lẫn nhau, yêu thật lòng nha.